không về rồi đó hả? Vô rửa tay rửa mặt đi, tôi dọn cơm ăn. Mệt quá ba, chút đi tôi ăn sau. Uống nước đi ông. Đi cả ngày trời ngoài đường á, vậy mà nói không đói nữa. Thì hồi sáng có đói, nhưng mà nhịn nó qua cái cơn rồi. Ông đó, làm gì phải nghĩ cho bản thân, có ngày đổ bình bây giờ á. Bà nhìn tôi nè, tôi nhờ lao động nè, sức khỏe tôi mới tốt vậy nè, bà không biết cái gì hết. Tôi không biết chuyện gì hết á. Tôi chỉ biết á, nếu mà ông có chuyện gì thì ai lo? Vợ con không lo chứ ai lo? Tôi nghe cái câu này hình như có ẩn ý gì phải không? Chuyện ông làm xưa nay tôi không có cản, nhưng mà mình cũng đừng có hết lòng hết dạ như vậy á. Chắc gì người ta cảm ơn mình đâu. Tôi không có cần ai cảm ơn hết trơn á. Tôi thích thì tôi làm. Cái kiểu này là bà nghe ai nói gì đâu phải không? Đúng rồi. Người ta nói ông ăn cơm nhà, giáp tù già hàng tổng, lo chuyện bao đồng không à. Tôi thấy đúng là tôi làm mà. Không. Tôi không lẽ tôi làm gì á, tôi phải dòm sắc mặt thiên hạ. Ông đó, sao tôi nói cái gì ông cũng cãi hết à? Ông nghe tôi một lần không được sao? Bà phải nói đúng á thì tôi mới nghe chứ. Ai cũng như vậy á thì cái xã hội này sẽ ra làm sao? Tôi không biết chuyện xã hội. Tôi chỉ biết chuyện cái nhà này nè. Tôi chỉ biết ông thôi à. Thôi nói nhiều với bà, tôi mệt quá. Tôi đi Ông đi đâu đó? Không có nhà ăn cơm hả? Tôi qua nhà hai lúa.